Vâng, và lại chào các bác thợ đôi ong nhé. Hôm nay bên em gửi chân tầng đi cho các bác đây. Và lại giới thiệu luôn cái chân tầng của bên cơ sở vật tư đôi ong Trường Thảo bên em. Thì đây là cái chân tầng đôi ong nguyên chất các bác nhé. Nó thơm, mùi thơm tự nhiên của sáp đây này. Đấy, và cái chân tầng mà khi các bác chọn để lau cầu cho ong rất chi là quan trọng. Làm thế nào mà để được chọn được một cái chân tầng bằng cái loại sáp nguyên chất mà phải thơm thì con ong chúa nó mới tiếp ngay nha các bác nhé. Thì các bác có thể liên hệ với bên shop em qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đây là cái chân tầng của bên em. Tất cả khi các bác nhận được thì sẽ chân tầng nó sẽ như thế này nhé. Đấy, hàng rất chi là đẹp. Và cái chân tầng này của bên em thì không có giấy nót giữa đâu. Bởi vì chân tầng này chân tầng do mình sản xuất. Đây là một loại chân tầng rất chi là chất lượng. Bởi vì bên cơ sở em thì cung cấp ra thị trường rất chi là nhiều rồi. Thì các bác chưa bác nào phải chê cái về cái chân tầng này của bên em. Mà giá cả tất cả các loại vật tư bên shop em đều rất chi là hợp lý nhá. Thì các bác mà cần cái sản phẩm gì về đồ ong lội ở chân tầng, bình khói, dao hay là thùng quay mật, bên em đều đầy đủ. Đây là thực tế nhất về cái video nói về chân tầng. Số lượng rất chi là nhiều. Các bác có thể lấy 50 cái, 100 cái. Các bác cần thì có thể các bác lấy 1-20 cái. Cứ alo đến bên em và các bác có thể mua thêm những vật tư khác. Thì những cái thứ nhỏ này thì nó mất ít ship. Thì các bác sẽ không mất ship. Ví dụ như các bác mua nhiều thứ và mua cả chân tầng. Thì đây này, một cái gói như thế này là 50 chiếc. Tất cả chỗ này mới là 50 chiếc nhá. Thì đây em đang đếm cho một bác là 30 chiếc. Đây. Các bác nhìn cái tấm chân tầng đây, rất chi là dày đẹp nhá. Thì trên thị trường thì có rất nhiều loại để cho các bác tham khảo. Nhưng mà làm sao để chọn được cái chân tầng thật đẹp, thật tốt để cho con ong chúa nó tiếp ngay, thì các bác liên hệ đến số điện thoại của bên em nhé. Đấy, bên em cung cấp tất cả cái vật tư về con ong lội. Ở đây là một cái video em nói riêng về chân tầng. Còn bên em đều đầy đủ hết các vật tư. Chân tầng cực đẹp, sáp nguyên chất, thơm. Các bác mà cần phấn hoa, cần bình khói, cần quần áo bảo hộ bắt ong, bên em đều đầy đủ hết. Vâng, thế các bác mà quan tâm đến bên shop vật tư nuôi ong lội bên em thì các bác đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông nhé. Để mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về tất cả những cái sản phẩm ong lội của bên em. Vâng, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một video sau.